Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, sao lại sạch sẽ tinh tươm thế này? Dạ em chị ạ. Ôi em ơi, chị có hoa mắt không? Ô, dạ không ạ. Dạ khi chị đã tuyển chúng em về đây ạ, thì tất cả những việc trong nhà, gì tất tần tật, tuốt tuột tuột, chị đều không phải động dù chỉ một móng tay ạ. Chị chỉ việc đi spa, đi cà phê, đi làm nail hoặc là đi đâu đấy ạ. Mọi khó khăn cứ để em lo ạ. Ôi, sao lại có một cái người giúp việc một cái thái độ lại chuyên nghiệp, cử chỉ thì tao nhã, nói dạ, thì lễ phép như thế này rồi. Dạ. Quá biết thế này à, chị thuê em từ lâu rồi. Chị cứ yên tâm ạ, em sẽ đưa chị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn ạ. Trời ơi, em ơi, chị thích em quá. Dạ. Bây giờ em lo hết việc cho chị. Hôm nay nhá, chị quyết định là chị đi soãn. Dạ, chị cứ yên tâm ạ, chị đi ạ. Ừ, nhá. Dạ, em chào chị ạ. Ừ. Em ơi, dạ. Chị bảo này, nhưng mà chị thấy là giúp việc có cần thiết phải xinh thế này không? Ô, chị không biết ạ. Bây giờ ấy, giúp việc không những làm tốt việc nhà mà phải được về mặt hình thức để cho chủ nhà có mắt lòng mắt dạ. Ôi, không được, chỉ có chị thôi chứ. À, chị yên tâm ạ, nếu mà anh nhà nhìn ý, thì em sẽ liếc mắt đi chỗ khác ngay ạ. Ừ, đấy, chị thích là chị thích như thế đấy, ưng dạ. Lắm. Dạ. Ừ, thế làm đi nhá, vâng giúp ạ. Chị nhá, chị đi vâng, đây. Vâng ạ. Ừ, em chào chị ạ. Ừ. Chị cứ yên tâm đi spa đi ạ. Dạ. Phải quay mặt đi chỗ khác ạ. Ừ, quay mặt đi ạ. Dạ. Dạ. Em mời anh ạ. Như thế này mới là hưởng thụ chứ. Nhìn anh có khác gì Ngọc Hoàng không? À, dạ vâng ạ. Khi mà anh đã thuê giúp việc cao cấp chúng em về đây ý, thì anh sẽ không phải làm bất cứ việc gì ạ. Anh chỉ việc há miệng ra em sẽ đút cho anh ạ. Ôi giời, há miệng ra em đút này. Dạ vâng ạ. Ui. Dạ, anh là em giật cầm bình ạ. Dạ, em mời anh ạ. Ôi giời, làm cái gì đấy? Dạ. Làm cái gì đấy? Đi em chào chị ạ. Làm cái gì đấy? Sao lại phải đút? Hả? Anh là trẻ con mà phải đút hả? Dạ, khi mà chị thuê giúp việc về đây thì em đã nói với anh chị là sẽ không phải làm bất cứ việc gì ạ. Thế nên là em đã làm, em đút cho anh ăn thôi ạ. Và em làm đúng phương châm của chị là em không nhìn vào mắt anh, em quay mặt đi chỗ khác ạ. Trời ạ. Này, em không hiểu cái gì cả. Em thuê giúp việc đúng không? Mà giúp việc là cần công việc. Anh đang tạo công ăn việc làm cho giúp việc thì... Này này, không có tạo công ăn việc làm gì hết nhá. Cô này nhá, từ bây giờ tôi cấm trong cái nhà này cái việc đút đút. Cô chỉ việc dọn ra, chồng tôi sẽ tự ăn được. Anh có tự ăn được không? Cô nhớ chưa? Dạ vâng ạ, với em ý thì ý chủ là nhất ạ. Dạ, ý chị là ý rời ạ. Này, anh nói này, này. Anh thấy cái việc thuê giúp việc của em ý là rất tốt. Đấy, một mình em tươi này, làm bằng 5, bằng 10 người khác ấy chứ. Chính vì thế anh quyết định thưởng nóng cho em. Mai nhá, cho em đi shopping cả ngày. Trời ơi, yêu quá. Anh đã hiểu được nỗi vất vả của em rồi nha. Ôi trời ơi, trông để em ạ. Rồi. Ui dồi ôi. Tránh nào. Làm cái gì đấy? Tránh nào. Đến việc này cô cũng định làm hộ tôi luôn à? Ô dạ, em đã nói với chị ạ. Tất cả mọi việc chị đều không phải làm. Tất cả những việc vất vả chị cứ điều khiển từ xa, em sẽ làm thay cho chị ạ. Ôi dồi, đến việc làm vợ của chồng tôi mà cô cũng định làm hộ tôi luôn à? Dạ, nếu mà chị yêu cầu ấy thì ý chị là ý rời ạ. Ôi dồi ơi, tôi tuyên bố nhá, từ bây giờ cô bị đuổi việc. À Quân, chú vào. Chú bảo có việc gì mà chú gọi cháu gấp thế? Vào chú à. Đi đâu về? Thì cháu đang ngồi uống cà phê ngoài kia. À thế à? Vâng. Thế chưa về quê à? Chưa, tháng nay cháu có về đâu. Ôi thế năm nào nghỉ hè cũng về quê mà. Vâng, nhưng mà năm nay cháu không về. Ôi thế vừa nãy chú xuống không gặp. Vâng. Chú lại cái phòng chỗ Quân ở ấy. Vâng. Chú vừa cho thuê. Chú cho thuê phòng của cháu á? Ừ, bởi vì này, ở bên thằng mẹ vợ trong quê thì mất. Thế cô thì lại đưa tôi về trước rồi. Thế thì vừa nãy có hai con bé nó lên nó thuê cái phòng. Mà nó thuê khoảng nửa tháng thì nó lên nó ôn thi. Sắp mà... thi rồi thì thôi chúng nó về thì thôi tháng này cháu về quê đi. Để chú vừa nhận tiền xong. Thế nhưng mà tiền nhà của cháu tháng vừa rồi cháu gửi chú rồi.
Ví dụ như tháng này thì chưa. Cũng có chưa gửi nhưng mà có phải là cháu bùng của chú đâu mà chú lại đuổi cháu ra ngoài đường. Năm nào đến hẹn nghỉ hè là cháu cũng về mà khổ quá thế. Tại sao năm nay mẹ giở chứng như thế? Chú buồn cười nhờ, cháu về không phải là quyền của cháu. Năm nay cháu không về được là vì cháu đã nói với bố mẹ cháu là cháu đang làm ở công ty nước ngoài. Thế bây giờ tự nhiên cháu lại về nghỉ hè ở nhà thì khác gì là cháu vạch án cho người xem lưng à? Chú đã nhận của nó tiền phòng một tháng, nhưng thực tế nó cũng chỉ ở có 10 ngày thôi. Mày biết là 26 này là thi rồi, đúng không? Hôm nay 15. Thế thôi cháu cứ lánh tạm đồ mấy hôm thôi, xong rồi nó về thì cháu lại dọn về đấy. Nhá. Thôi thì thế thôi, chú biết là chú chấp nhận của nó rồi. Chú ơi. Hả? Sao chú lại tính thiển cận thế, làm cái gì? Thiển cận là chú lại bắt cháu đi ra ngoài đường. Trong khi đó chú bảo là chú đi bây giờ đúng không? Ừ. Ôi thế thì có cái gì đâu, chú cứ cho thuê ở đấy. Ừ đúng rồi, sao nữa? Cháu chuyển đến đây ở. Ừ không được. Không được, không được. Sao lại không được? Không được. Chỗ này là nhà cô chú ở, rồi còn ban thờ ông bà tổ tiên ở đây. Tuần rằm là phải hương khói. Ông bằng này tuổi, ông này bạn gái bạn mú đó, ông lôi về đây suối khỏe. Không được, không được, không được. Trời ơi, không được. Chú ơi. Cái gì? Chú nghe cháu nói này. Cháu nói thật với chú nhá, đấy là cháu đưa ra cái phương án đấy tạo điều kiện cho cả hai bên thôi. Chú cũng có lợi mà cháu cũng được việc. Cháu ở đây bao nhiêu năm rồi, làm gì có bạn gái. Cái thứ hai là chú cháu mình ở đây tin tưởng nhau là chính. Cháu hỗ trợ cho chú thôi, chứ còn chú đuổi ra ngoài cháu sao cháu ra được. Nhà cháu trả tiền rồi. Không, không. Chú không phải đuổi, chú bảo mày cứ đi lánh tạm đâu mấy hôm nữa còn. Lánh cái nào này... tiền cháu trả sao mà lánh được. Thì cái phòng bé tí kìa chú còn cho thuê 2 triệu cả cái nhà này giao cho ông, giao không. Cháu chỉ ở trong nhà hộ chính thôi, chứ cháu cũng có được cái gì ở đây đâu. Có phải không? Chú đi nhá. Cháu trong nhà cho chú có yên tâm gì nữa. Phòng kia chú vẫn cho thuê, tiền chú vẫn cầm. Cháu được đồng nào đâu. Đúng không? Thôi được. Thế như này nhá. Vâng. Không được bạn gái bạn mú gì nhá. Ui giời, làm gì có. Có thì đã phúc. Ăn ở sạch sẽ nhá. Vâng, chú yên tâm. Ba hôm nữa là dằm thắp hương cho các cụ gái. Dạ vâng, 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 chú yên tâm. Với lại thôi, ở đây thì cứ coi như thay chú. Vâng. Tiền điện thì chú vừa đóng rồi. Vâng. Điện thoại thì chú giả tiền trước. Dạ vâng. Nhá, không có đứa nào thu tiền xem là còn tiền vệ sinh thì có mấy chục không đáng kể. Vâng. Với lại nếu ở nhà có việc gì xảy ra thì coi như thay chú nhá. Dạ vâng, vâng, chú yên tâm. Chủ nhà nhá, giải quyết vâng, cho chú. Vâng, vâng. Thế. Không vấn đề gì đi thì không thì sẽ. Với lại còn tiền không? Cháu á? Ừ. Mày cứ ở đây thoải mái đi, chú cháu mình không tính toán làm gì cả. Không có chú làm gì ạ? Thì còn tiền cứ cho chú tạm, ít nhỡ đâu đi đường nó có việc gì chú đi xa. Cháu còn mỗi 1,1 triệu thì. Thì được, cứ đưa đây ta 1 triệu. Cháu ăn bằng cái gì? Thì mốt kia rồi còn gì nữa. Thế cứ đưa cả 1 triệu đây. Nếu như mà ông ở xã hội này ông không có bạn bè gì à? Đến mà giật tạm bạn bè đấy gì? Ở nhà trong nhà chú nhá. Nhớ đấy, có ai đến thì tôi thay chú giải quyết hết đấy. Việc ở nhà nhá. Dạ vâng vâng. Rồi, okay. Cứ bảo là chủ nhà là yên tâm thôi. Được rồi, ông cứ ở đây ông. Chú nhá. Nhớ đừng có bạn bè gái mú gì đấy. Vâng, chú yên tâm. Rồi rồi. Cho hỏi chủ nhà có đây không nhỉ? Ai đây? Lại thuê nhà. Cả một dãy phòng trọ khang trang gớm nhỉ? Lại thuê nhà. Úi dồi, một người thì được chứ ba người thì lấy đâu ra phòng. Một người thì còn ghép được chứ. À hay là úi dồi, này, đi thi đại học mà kéo cả nhà đi thi à? Hả? Nếu mà cần ấy, anh tạo điều kiện cho nhá. Anh cho ở cái phòng này này. Nhưng mà phòng này thì nó hơi chật một tí. Nó có hai cái giường hai bên. Quan trọng là ở sạch sẽ nhá. Thôi đừng liên thiên nữa. Cho hỏi này, đấy phải tên Quân không? Đúng rồi. Chủ nhà đúng không? Không chủ nhà thì là ai? Cô này hay nhỉ? Vào nhà người ta hỏi có phải chủ nhà hay không là thế nào? Rồi, tôi không chủ rồi. Nhà thì ai là chủ nhà? Ok. Thế có đồng ý thuê nhà không? Nếu không đồng ý thì thôi, cũng hết phòng rồi nhá. Này thằng kia, nhìn chúng tao giống thuê nhà lắm à? Thôi 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 rồi, bình tĩnh. Bây giờ bảo này nhá, tôi vừa gặp bố anh ở ngoài ngõ. Bố anh nói là vào đây anh thanh toán nốt số nợ còn lại cho chúng tôi nhá. Thế bây giờ tiền đâu? Nợ nào, tiền nào, tôi làm sao biết, tôi biết cô là ai đâu mà nói vay đòi nợ thế nào. Ồ hay, này, thế bố anh chưa bàn bạc gì với anh à, thế bây giờ có giả nợ không? Tôi biết cô là ai mà giả nợ, mà tôi không phải là chủ nhà đây nhá. Sao thằng này? Tôi chỉ là trong nhà hộ thôi. Này, vừa phút trước mày nói mày chủ nhà, phút mốt mày lật mặt, mày có thích lật mặt với tao hả? Lật cái gì? Hả? Bây giờ thế nào? Có tiền mặt không? Không có tiền, anh đừng để đây. Không có tiền mặt hả? Xe. Ba tuổi danh. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Vớ vẩn. Chị ơi, xe lên xe. Ôi.
Ông đi đâu này? Ô, thì đi làm chứ đi đâu? Đi làm. Sáng nào cũng xách vali đi từ sáng đến tối. Tiền chả đi đâu. Mở mồm ra là tiền, là tiền, là tiền. Tới đến tháng nó mà đòi tỏi tiền. Không có tiền sống bằng cái gì? Ôi. Cô phải nên nhớ là cái thời buổi bây giờ nó đang là khó khăn. Mà cái khó khăn là khó khăn chung của cả thế giới. Đang dịch bệnh như thế. Thế lâu nay ông uống nước lã sống đấy ạ? Thế tôi có để cho bà chết đói đâu. Hả? Thôi bây giờ thế nào nói luôn nhá. Bà cứ yên tâm. Ở công ty đang có một cái chất trưởng phòng nó trống. Tôi chỉ cần chịu khó phải nói là chấp hành một chút thôi. Chắc chắn cái chân sẽ đến tay. Mà lúc đó này bổng lộc có một chất đầy nhà. Nghe hay đấy nhỉ. Thế tôi bảo này. Tôi nghe nói ở công ty ông ấy 10 người có đến 9 người ghét ông. Còn một người ấy. Một người làm sao? Thì không ưa. Thì bây giờ ông phải nghe tôi. Thứ nhất ấy, đến công ty ấy với đồng nghiệp ấy thì ông phải chan hòa hào phóng với họ thì họ mới ủng hộ ông. Thứ hai ấy, với sếp ấy thì ông phải giúp đỡ sếp, phải là người có ích cho sếp, nịnh nọt sếp vào thì mới lên thăng quan tiến chức được. Đằng này ở nhà nội trợ mà mưu mẹo hướng gì thì chả vậy. Từ lúc đấy ông ấy, cái nhà này ai lo? Cái nhà này của bà. Thế tóm lại là của bà tất, được chưa? Thôi tôi đi làm. Đi. Mà này, đi làm nhớ về sớm sớm đấy nhá. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Ôi trời, đẹp quá. Mùa xuân sang có hoa đào. Nhìn tưng bừng phấn khởi thế này chứ. Xuân sang nó phải thế này chứ gì. Em đã đến rồi kìa. Lúc nào mà em chả phải có mặt trước rồi làm việc 10 phút. Còn phải lo hoa hết này, rồi nước non sổ sách giấy tờ này. Ai như... Mà này, hôm nay anh lại đi làm muộn đấy nhá. Sao làm muộn thế? Em tính xem, đường người đi đông như kiến. Cơm anh cứ phải luồn lách, lạng lách, đánh võng rồi tráng trứng trên đường nhựa. Đi kỳ hợp tốc, dốc gan ra mà vứt đến muộn đây này. Em nói cho anh biết, em ý thì không sao nhá. Nhưng mà nhiều đứa ở công ty, hiểu chưa? Tai mắt tật rừng xong rồi nó chim lợn, nó soi mói anh hiểu không? Mà anh cũng đúng là số vất vả thật. Tên là Vạn, cái tên nó vật vào thân cơ. Thế xong rồi tuổi trâu. Ủa rồi, này, năm nay là 5 tuổi của anh nha. Cẩn thận đấy, không thì tai vạ đấy. Phải vui cái mồm của em. Anh mới chả nói rồi. Khổ quá thôi, thì em ấy cứ như là một đứa em út của anh ấy. Em có quan tâm anh thì em mới nhắc nhở động viên anh như thế. Anh phải hết sức cẩn thận, hiểu không? Từ ngày anh lên tổng ấy, em thấy anh là vất vả hơn đấy. Nhưng mà anh phải cố gắng lên, hiểu không? Anh phải cố gắng, hiểu không? Thì vẫn đang cố gắng đấy, nhưng mà vẫn đi muộn đây này. Đường nó tắc đấy chứ, khổ thế chứ. Ôi giời ơi, mà anh nói thật sự với em đó. Cái năm nay là nó là hạn chung. Đấy, em tin nhé. Mà em hỏi ký ông Phản nhá. Anh đi muộn mấy buổi rồi? 15 buổi rồi. Đi làm 20 buổi mà đi muộn hẳn 15 buổi. Thế tình hình là ông anh định chơi nghỉ nhỉ? Hả? Thế này năm nay thì thưởng to luôn ý, thưởng oách luôn ý. Là niềm vinh dự của dòng họ luôn ý. Thì đấy, nó mới là đau đầu. Bảo làm sao? Lương đã thấp rồi, bây giờ này còn bị trừ vì cái vấn đề đi muộn đấy. Thế là móm nó còn gì nữa? Chúng nó cứ soi mói, xoen xét thì mách đến xếp đi kìa. Khó khăn quá, khó khăn để chồng chất khó khăn thế này. Thôi, bây giờ thế này. Anh phải hết sức lưu ý nhá. Chim lợn nhiều lắm. Hiểu không? Đúng rồi. Tai mách, vạch rừng. Vâng. Chả biết thế nào. Thôi, kinh lắm. Tốt nhất là anh vào đi. Gặp sếp cho nó đỡ rách việc. Ê, anh ơi, em bảo này. Anh ơi. Anh cho em xin số tài khoản của anh. Nên số tài khoản của anh làm gì? Thì đấy. Em chuyển khoản cho anh. Vụ gì đấy? Thế anh quên à? Cái vụ... em nợ anh 2 củ 2 triệu 2 năm trước ấy. Ôi, ôi, tí thì quên. Ê, vậy mà anh không nghĩ ra. Anh ơi, với cái tấm lòng bao dung độ lượng nhanh thế này thì chắc chắn là ổ hiền sẽ gặp lành anh ạ. Chắc chắn là năm nay anh sẽ được cân nhắc.
Thế à? Và trước tiên là sẽ được một cái lá phiếu của em. Anh yên tâm nha, tất cả chim lợn này nó là nách luôn anh hiểu không? Thôi, em vào làm việc đấy, em cầm sếp luôn. Cảm ơn. Thế này này, mất to 2 triệu. Ôi trời, tất cả chỉ vì nghe vợ sống tốt với mọi người, vị tha với mọi người. Đấy, là mất 2 triệu rồi. Không hiểu có chuyện gì mà này, sếp phải cho họp sớm thế. Mỗi lần sếp bảo họp tập trung thế này là em căng thẳng lắm. Không. Có cái gì mà căng thẳng, việc gì mà chả giải quyết được. Trẻ thơm lắm. Cảm giác bất an kiểu gì. À không, không sao đâu. Chắc là có khi là sếp gọi thì có thưởng. Có cái gì mà lo lắng, cái việc gì mà chả giải quyết được. Cái việc đến đâu hay đấy. Trẻ mới mua. Trẻ mới mua thì thơm không? Thế này em là hàng tuyển đấy. Đây, đây ra nào. Dài, vội, 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 vội. Ôi, nóng quá, thằng bảo anh. Vội thế. Chết rồi, hết lưỡi à? Em đang căng thẳng để dành cho em. Ăn uống cứ vội vàng này, có thể lọt lưỡi đấy, ông anh ạ. Rót đều ra đi. Anh cứ bình tĩnh, cái này mình phải thưởng trà, anh hiểu không? Đúng rồi, trà ngon phải có bạn hiền. Bạn hiền thì phải ngồi cùng anh Thư, đúng không? Trà ngon, trà ngon. Ngon hơn, thì cho em xin một chén nữa. Xem ra tính xong. Đắt lắm đấy nha. Ông uống cái gì, ông uống trà đá. Em biết rồi. Xem ra là uống nước hai, dạ, anh em uống nước trước. Làm tí quả đi cho nó mát ruột. Quả giả. Mấy hôm nữa đến nhà em làm nồi lẩu. Hợp lý quá. Không anh thích lẩu gì là có lẩu đấy luôn. Nhưng mà nhớ phải hải sản nữa. Hải sản là nước quá, thật quá. Không bị hút không? Không. À thế ăn hải sản tốt, hút không? Thôi đi lại cho nhau, anh ấy. Gút, gút lắm rồi, anh ăn lắm hải sản rồi gút bài. Nói chung là chân tay của anh đều về đây gút hết. Nhưng mà tinh thần đấy nhá. Thế được rồi. Xếp, xếp, xếp. Ôi, chúng em đang bảo chúng em. Chúng em chào sếp ạ. Dạ, chúng em đang dành cho sếp những cái lời có cánh với ông Thư. Ôi, sếp đã đẹp trai rồi mà có gì. Cà la vát rồi này. Áo sơ mi trắng rồi này. Trông như chú rể. Không phải đẹp trai quá đúng không mọi người? Anh em cũng ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Dạ. Đúng thật đấy, áo trắng là có làm anh lo lắng. Nhưng mà trời này, Trang này, em muốn ngồi đấy gần chú rể làm cô dâu à? À, không sao, không vấn đề gì. Em mời sếp an toàn và này, công nhận em duyên quá. Thôi hải sản nhá. Thế này nhá, vâng. Thông báo với toàn bộ anh em trong công ty mình. Dạ. Vâng ạ. Là có tin vui. Có tâm rồi. Tin vui là tin gì sếp nhỉ? Tin vui có nghĩa là có tiền thưởng. Không? Dạ, có tiền thưởng á. Sếp tung tin vui. Dạ, em xin mời sếp thưởng ly chè sen. Tin này còn vui hơn thế cơ. Ôi trời ơi. Sắp hẳn với sếp. Ôi trời ơi. Sếp vào thẳng vấn đề đấy. Sếp tổng công ty mình cho toàn bộ anh em đi nghỉ dưỡng ở resort hạng sang mấy ngày. Sorry. Ôi chị sorry cưng. Ôi chị không cố tình. Ôi chị bao mặt em rồi đấy. Mừng phải từ từ. Ôi vui quá anh. Ôi chị em mình phải đi quất mấy mẫu bikini đấy mới được. Này, đấy là tin vui. Thế còn một tin buồn nữa. Tin buồn là tin buồn của ai ạ? À? Của sếp ạ? À? Dạ. Có phải của sếp? Đúng vậy. Em... Đấy, à, mọi người cứ cười cho lắm rồi. Chúng em xin được gửi lời chia buồn sâu sắc của sếp và gia đình ạ. Dạ thưa sếp thì em nhanh tay nhanh chân. Có gì sếp bảo em thì em sang để lo việc cho các bác, các cụ ạ. Dạ. Đấy kìa. Dạ thưa sếp ạ. Mong gia đình mình sớm vượt qua ạ. Ôi mọi người trật tự nghe tôi nói này. Dạ thưa sếp, tình hình bác nằm ở viện nào để chúng em sẽ tổ chức đến thăm. Viện nào? Công ty mình chẳng được cái ai cả. Người nào cũng lao ta lao táo. Không có vấn đề gì cả. Chuyện buồn ở đây ấy là tôi không đi được. À rồi. Sếp ơi bảo là tin buồn của sếp em mới tưởng hai bác ở nhà có chuyện. Tôi không đi đâu, bởi vì là tôi phải ở lại để trực công ty, thế thôi. Dạ vâng đấy, như sếp với mọi người cũng biết rồi, em thì một nách hai con nheo nhóc. Các cháu còn nhỏ, sắp tới thì tôi xin phép là để em ở nhà lo cho các cháu rồi là gia đình.
Vâng. Còn em thì em là một cây văn nghệ trong công ty, là chuyên làm phong trào mà sếp. Nếu không mà em không bận cái việc đấy là em ở lại em trực thay luôn. Vâng. Dạ em thì còn non trẻ ạ. Sợ trực ở đây hỏng hết công ty ạ. Thôi mọi người. Thú thật với sếp là thế này. Em rất muốn ở lại trực thay sếp. Nhưng mà cái quan trọng nhất là trực ban ấy thì em sợ là sếp phải còn lo cái vấn đề mà ký kết những cái hợp đồng ấy. Thì em sợ em ký nó không đủ tuổi thôi. Chứ còn em rất muốn ở lại. Thật ra ấy, công việc nó không có cái gì to tát cả. Chỉ là ở lại trực công ty và nhận lô hàng. Việc này ấy, là thừa sức trong khả năng của anh. Thế có nghĩa là em làm được gì ạ? Vâng, em nhất trí ạ. Ôi dồi ôi. Tốt lắm. Anh đúng là anh cảo chúng em. Ừ thì anh à, anh quá chuẩn mực đấy. Tuyệt vời luôn anh ạ. Ờ thì anh quá cũng chuẩn thế là quá chuẩn. Anh cũng lớn tuổi rồi. Vâng. Ê, có vui chơi nên nhường cho các em trẻ. Thôi anh ở lại. Đây. Vâng. Thật ra ấy, là vừa rồi tôi thử lòng anh em trong công ty mình thôi. Vâng. Chứ còn đây mới là tin quan trọng này. Vâng. Sếp tổng công ty mình thông báo xuống là công ty ta hiện nay đang khuyết một chân trưởng phòng. Và tôi sẽ đề cử anh Vạ sẽ ngồi vào cái ghế đó. Cái gì? Dạ thưa sếp, em có ý kiến ạ. Thực sự ra thì cái chức trưởng phòng này em làm tốt, có thể là rất tốt. Thế nhưng mà em nghĩ là thế này. Thứ nhất là em cũng lớn tuổi rồi. Cái thứ hai là em thấy tất cả các bạn trẻ ở đây đều là những người rất có năng lực. Người nào cũng có thể xứng đáng làm một chức trưởng phòng. Chính vì thế cho nên là em thấy cái phản ứng của mọi người có chữ ơ, cảm giác mọi người không ủng hộ. Chính vì thế cho nên em, anh nghĩ nào ấy. Em xin rút. Thôi được rồi. Anh và anh xin rút như vậy. Thì thôi bây giờ thế này, tôi sẽ đề cử cậu Luyện sẽ ngồi vào cái ghế trưởng phòng nhé. Sao đấy? Đi bóc cổ đấy. Em ấy à? Đúng vậy. Em trưởng phòng? Đúng vậy. Ôi trời ơi. Dạ, em thưa sếp ạ. Dạ, em thưa anh, em thưa chị, anh thưa em. Dạ, em thực sự em rất bất ngờ. Em không nghĩ là sẽ có một ngày em được nhận chức trưởng phòng. Dạ, em xin hứa trước bóng đèn đây, em sẽ dùng hết nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự thông minh, sự sáng tạo để làm sao để xứng đáng với chức trưởng phòng mà sếp giao cho em. Mặc dù kinh nghiệm của em mới vào công ty có 2 tháng thôi, nhưng em sẽ cố gắng phấn đấu. Và em vui quá, dạ em vui quá chị ạ, em vui quá. Thôi bây giờ sếp ơi, em muốn mời sếp và anh em mình đi liên hoan. Hôm nay em xin phép được mời mọi người, hôm nay em trưởng phòng rồi ơi, em đi. Anh ơi, em đi, anh ạ. Đi đi mình đi. Cố gắng nhá. Thôi, ta đi thôi. Đi. Ôi giời ơi, trưởng phòng. Chào giật nhá, chào giật nhá. Thôi, thế là cái chức trưởng phòng của tôi vạ hơn, thế là tai vạ rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.